14 sự thật về Ivanka, con gái của Donald Trump. Ivanka Trump là con gái lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cô không chỉ nổi tiếng xinh đẹp tài năng, mà còn được biết đến là cánh tay đắc lực của cha. Giống như cha mình, cô có những sự thật thú vị mà không phải ai cũng biết. Một, Ivanka không phải là tên thật. Theo tờ Business Insider, con gái của Tổng thống Mỹ được đặt tên giống mẹ là bà Ivana. Ivanka giải thích, ở Séc, Ivanka chỉ là tên gọi ở nhà của Ivana, giống như Poppy với Robert vậy. Tên thật của cô là Ivana Mary Trump. 2. Là một người siêu bận rộn. Ivanka thường đi ngủ sau 12:30 hoặc 1:00 sáng và thức dậy vào 5:30 sáng. Việc đầu tiên cô làm mỗi sáng đó là kiểm tra thông báo trên điện thoại. Mỗi tối, Ivanka dành khoảng 3 tiếng để trả lời tất cả các email. Tôi làm thêm rất nhiều việc khác và tôi chưa bao giờ bận đến thế, nhưng tôi có thể hoàn thành mọi việc với ít thời gian hơn. Do đó hiệu quả chính là chìa khóa. 3. Có nhiều bạn bè nổi tiếng. Con gái Tổng thống Trump từng làm bạn với nhiều người nổi tiếng, trong số đó phải kể ra những cái tên như Barry Houston, Natalie Portman, Taylor Swift, Kim Kardashian. Rất nhiều người nổi tiếng đã tham gia trong lễ cưới của cô. 4. Suýt không kết hôn vì lý do tôn giáo. Cặp đôi Jared và Ivanka từng chia tay vì yếu tố tôn giáo. Trước khi về làm vợ của doanh nhân Jared, Ivanka không theo đạo Do Thái. Sau cùng, Ivanka đã cải sang đạo Do Thái và hai người đến với nhau. Hiện tại, họ đã có với nhau 3 đứa con vô cùng xinh xắn. 5. Từng là bạn tốt với con của bà Hillary Clinton. Tuy khác biệt về chính trị, nhưng Ivanka từng là bạn Chelsea, con gái duy nhất của cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Cả hai cùng sinh hoạt trong một giới con nhà giàu ở New York. Chelsea Clinton từng nói, "Chúng tôi nói đủ về mọi chuyện, tôi thật biết ơn rằng có Ivanka là bạn." Đặc biệt hơn, chồng của Chelsea là Mark, cũng là bạn của Jared, chồng của Ivanka Trump. Theo tờ The Hill, trong chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Hillary Clinton năm 2008, ông Trump và Ivanka từng quyên góp tổng cộng ít nhất $105,000 cho quỹ Clinton. 6. Là đồng môn với cha. Ivanka theo học tại trường Chapin tại Manhattan đến khi 15 tuổi. Cô theo học tại Đại học Yale Gatehouse trong 2 tháng. Sau đó chuyển đến trường kinh doanh Wharton, ngôi trường cha cô từng theo học. Ivanka tốt nghiệp loại ưu với một bằng cử nhân kinh tế vào năm 2004. 7. Nói được 3 thứ tiếng. Ngoài tiếng Anh ra, cô con gái cưng này của Tổng thống Trump còn biết tiếng Pháp và giao tiếp cơ bản bằng tiếng Séc. 8. Là người mẫu ngay khi còn bé. Nối bước mẹ Ivana Trump, người vợ đầu tiên của Trump, Ivanka đã bén duyên với nghiệp người mẫu từ khi còn là một cô bé tuổi teen. Xuất hiện lần đầu trên tạp chí Seventeen năm 1997, Ivanka Trump tiếp tục quảng cáo thời trang cho Versace, Mark Bauer, Terry Muller, Tommy Hilfiger. Dù nhỏ tuổi, nhưng bước chân cô đã in dấu ở hầu hết các sàn diễn thời trang ở châu Âu. Tuy nhiên, sự nghiệp người mẫu của cô không kéo dài. Ông Trump từng nói với tờ Vogue, con bé là một người mẫu thành công, nhưng nó đã từ bỏ sàn diễn và đến với Wharton. Ông cho rằng con gái mình sẽ thành công trong lĩnh vực bất động sản. 9.
là một ngôi sao truyền hình thực thụ. Ngoài phim tài liệu, cô còn xuất hiện trên truyền hình với vai trò là MC. Ivanka còn tham gia vào các chương trình truyền hình nổi tiếng như The Apprentice, Gossip Girl và Project Runway. 10. Thương vụ lớn nhất cuộc đời. Theo tạp chí Vogue, vợ chồng Ivanka và Jared đã từng gặp nhau trong một bữa trưa bàn chuyện làm ăn do hai người quen tổ chức. Họ nghĩ rằng hai người có thể giao dịch với nhau. Ivanka giải thích, họ vô tình sắp xếp cuộc hẹn cho chúng tôi, nghĩ rằng mối quan tâm duy nhất của cả hai sẽ là giao dịch. Sau này bất cứ khi nào chúng tôi thấy họ, mọi người đều thốt lên giống như là thương vụ tốt nhất mà chúng ta từng làm. Ivanka và Jared sau đó đã kết hôn vào năm 2009. 11. Bà mối mát tay. Ngoài việc có thể xử lý các dự án bất động sản và kinh doanh một cách khéo léo, vợ chồng Ivanka cũng từng là mai mối thành công cho 7 cặp đôi. Cô chia sẻ với tờ Fox News, mọi người không nhận ra đó là khả năng tiềm tàng của chúng tôi. Chúng tôi thích giúp đỡ những người chúng tôi quan tâm, tìm cho họ hạnh phúc của đời mình. Đặc biệt là tính đến thời điểm hiện tại, chưa có cặp đôi nào trong số trên ly hôn nhau. 12. Một bà mẹ đúng giờ. Phong cách nuôi dạy con cái của cô có rất nhiều thói quen và tất cả chuẩn xác về thời gian. Tôi chơi đồ chơi với Joseph trên sàn nhà 20 phút mỗi ngày. Mọi việc sinh hoạt hàng ngày đều được cô sắp xếp một cách có trật tự và chuẩn xác. Nhờ vậy mà cô có thể cân bằng giữa công việc và gia đình. 13. Cánh tay đắc lực cho cha. Khi còn là một đứa trẻ, Ivanka được cho là luôn theo đuôi cha mình đến các cuộc họp. Sau này, năm 2005, cô mới chính thức về làm cho cha. Sau khi bắt tay vào sự nghiệp kinh doanh của gia đình, cô tham gia vào chương trình truyền hình thực tế The Apprentice của ông Trump. Tờ New York Times cho hay Donald Trump tin tưởng rất lớn ở Ivanka. Trong việc kinh doanh của gia đình, ông ấy đã trao cho cô con gái cưng thẩm quyền không ai trong số các bà vợ hoặc các giám đốc điều hành từng có. Cô còn trở thành nhân viên không được trả lương của Nhà Trắng, thực hiện vai trò cố vấn đặc biệt cho cha mình. 14. Là nữ thần trong mắt người Trung Quốc. Người Trung Quốc coi Ivanka Trump như là một phép lạ. Nhiều người cho rằng các đặc điểm ngoại hình của Ivanka có nét giống với người Trung Quốc. Họ mến mộ Ivanka bởi lối sống phóng khoáng và sự tài giỏi nhạy bén của cô khi đã vận dụng khéo léo hai yếu tố trời ban, đó là sắc đẹp và tiền bạc. Sau cuộc bầu cử, các công ty Trung Quốc đã tranh thủ sự nổi tiếng của cô để đăng ký hàng trăm nhãn hiệu sử dụng từ Ivanka để bán sản phẩm và dịch vụ như giày dép, phẫu thuật thẩm mỹ và đồ gốm. Thậm chí, nhiều bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ còn hứa sẽ làm cho khách hàng trông giống như Ivanka. Vẻ đẹp tỏa ra từ ngoại hình, trí tuệ cũng như phong cách của Ivanka Trump đã khiến cô luôn để lại ấn tượng tốt đẹp với mọi người. Cha cô, Tổng thống Donald Trump đặt nhiều kỳ vọng vào cô con gái lớn này và cho rằng Ivanka sẽ là người kế thừa con đường kinh doanh và chính trị của ông.